Xin chào tất cả quý vị và các bạn khán giả của Nghe Nhìn Audio thân mến. Tôi là Tường Hy và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với số thứ 3 của chuyên mục Flashback trên Nghe Nhìn Audio. Trong số thứ 3 này thì chúng ta sẽ cùng nói về một bộ đồ của Burmester Prearm 011 và Powerarm 911 MK3. Đã nghỉ hưu khá lâu nhưng bộ đôi 011 và 911 MK3 có lẽ là con đường ngắn nhất để các audiophile có thể chạm được vào những giá trị về mặt ngoại hình tinh xảo, mãi bền vững theo thời gian và nhất là triết lý âm thanh tạo nên sự sống động đặc biệt từ những bản thu đến từ Burmester. Về giá hiện tại thì tùy vào tình trạng của bộ đôi này rơi vào khoảng 60% so với giá xuất xưởng là 40.000 đô, một con số rất đáng để đầu tư. Khi còn đương thời thì chiếc Prearm Burmester 011 có giá rơi vào khoảng 16.000 đô, còn chiếc âm ly công suất đồng bộ Burmester 911 MK3 thì có giá rơi vào khoảng 22.000 đô. Giá thành nặng như vậy là bởi vì 011 và 911 MK3 đều là những thiết kế thuộc dòng cao cấp, được chế tạo với những công nghệ hàng đầu và sở hữu các linh kiện, transistor, điện trở, tụ điện, v.v. đều được chọn lọc, test kỹ lưỡng nhằm mang lại đẳng cấp trình diễn xứng đáng. Về mặt kỹ thuật, mặt trước của Prearm Lee Burmester 011 có thiết kế đơn giản với một số cần gạt nhỏ, màn hình hiển thị khiêm tốn và hai núm điều khiển lớn mạ chrome. Cảm nhận ban đầu của bạn có thể bị đánh lừa trước sự đơn giản đó vì hầu hết các tính năng hấp dẫn đều không thể quan sát bằng mắt. Bạn sẽ thầm khen ngợi về sự kết hợp khéo léo giữa tính đơn giản và tiện dụng trong sản phẩm. Với nhiều dân chơi đồ high-end, điều khiển trực tiếp bằng tay mang lại cảm giác thật và thú vị hơn. Cho dù thiết bị vẫn có remote điều khiển, Prearm Lee 011 có một núm điều chỉnh âm lượng. Núm còn lại giúp bạn lựa chọn nguồn tín hiệu đầu vào. 5 nút chức năng còn lại chỉ cho phép bạn điều khiển bằng tay, bao gồm bật, tắt nguồn, chọn mono, stereo và sụt, monitor. Phía sau thiết bị có phần phức tạp hơn với vô số các đầu nối cho tín hiệu vào và ra. Phần lớn là các kết nối cho tín hiệu vào mức cao như CD, Turner, v.v. và một số cổng dành riêng cho tín hiệu phono. Bên cạnh đó, Prearm Lee cũng được trang bị hai đầu vào RCA để dùng cho các kết nối thông thường. Đầu ra của 011 có cả hai loại ngõ RCA và XLR. Bên trong của máy điện tử này còn có một loạt tính năng bổ sung kết hợp chặt với các chức năng điều khiển đa dạng bằng tay ở bên ngoài. Trong đó có một chức năng là cài đặt độ lợi cho mỗi loại tín hiệu đầu vào trên phạm vi rộng qua volume đặt sẵn. Hoặc nếu bạn dùng các loại phono cartridge có trở kháng khác nhau, bạn có thể lựa chọn một trong 8 mức trở kháng đầu vào phù hợp nhất cho phần khuếch đại MC. Một điểm khác nữa là volume của thiết bị có 61 bước hiển thị trên màn hình số, rất tiện lợi cho dù bạn hiệu chỉnh bằng tay hay remote. Tuy nhiên, nhà sản xuất có một khiếm khuyết nhỏ. Remote của Prearm 011 khá to, còn hàng chữ chú thích thì hơi nhỏ và hơi khó đọc. Mạch điện của Prearm 011 được thiết kế theo lối full balance, nghĩa là đối xứng hoàn toàn nhằm mục đích giảm nhiễu. Giữa các tầng khuếch đại ráp theo kiểu nối tầng trực tiếp DC Combo, không dùng bất kỳ một mối tụ nối tầng nào, nhờ đó độ méo pha và méo tầng được cải thiện đáng kể. Nếu như Prearm Lee 011 có thiết kế phức tạp như linh kiện và bộ phận thì âm ly công suất lại đơn giản hơn rất nhiều. Dòng tên nhà sản xuất nằm ở trên cùng của thiết bị, tách biệt với bảng điều khiển nhỏ. Burmester 911 MK3 nặng 37kg, có cảnh sắc bên ngoài giống như bộ tản nhiệt, tạo nên cảm giác đồ sộ. Các chức năng điều khiển ở mặt trước chỉ giới hạn ở một công tắc nguồn có đèn LED báo hiệu chế độ on hay standby. Âm ly công suất này cũng được định hình để có thể khuếch đại mono kiểu nối cầu. Bộ cấp nguồn trong âm ly có một biến áp 750 VA, bộ tụ lọc nguồn với tổng điện dung 130 microfarad và có thể cấp dòng điện một chiều 40A với 8 transistor tương ứng ở mỗi kênh, cung cấp năng lượng đầu ra 250W trên 8 ohm. Tất cả các âm ly của Burmester với lớp áo chrome sáng loáng đều rất dễ gây ra cảm giác khô và lạnh lẽo cho những ai lần đầu tiên nhìn thấy chúng. Nhưng khi cất lời thì tiếng ca hay nhạc cụ đều mượt mà và hấp dẫn. Sự kết hợp giữa Burmester 011 và 911 MK3 tạo ra một cảm giác rất rõ rệt về sự sống động của âm nhạc, không chỉ nhờ âm sắc giàu nhạc tính mà còn nhờ sự luân chuyển không ngừng của không gian trong phòng nghe. Không chỉ tín hiệu, đường lai có âm sắc xuất sắc với lối vào phono, Prearm Lee 011 cũng thể hiện khả năng trình diễn rất nhà nghề với nhiều âm thấp và độ tinh tế đáng nể không thua các bộ phono box đời mới nhất.
Và đó là tất cả những gì mà Nghe Nhìn Audio muốn chia sẻ về bộ đôi Pre-Arm và Power-Arm 011 và 911 MK3 của Burmester. Các bạn cảm thấy bộ đôi này như thế nào? Hãy để lại phần bình luận của mình bên phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những số sau.